Tên lửa Nga tiếp tục thể hiện uy lực, Ukraine tổn thất nặng nề sau đòn tấn công chính xác. Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M sở hữu nhiều đặc tính nổi bật. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga tăng cường sử dụng loại tên lửa này để tấn công các mục tiêu giá trị cao của lực lượng Ukraine. Nga tấn công chính xác điểm triển khai lính đánh thuê. Ngày 23 tháng 7, AVP thông tin quân đội Nga đã triển khai không kích nhằm vào điểm triển khai lính đánh thuê trong lực lượng Ukraine ở làng Degachi, khu vực Kharkov. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công nhằm vào lính đánh thuê từ các nước phương Tây được quân đội Nga thực hiện bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Theo tình báo Nga, điểm triển khai quân tạm thời cho các chuyên gia quân sự và lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm cả người Mỹ, đã được thiết lập tại làng Degachi. Vị trí chính xác của điểm tập trung quân này đã được tính toán. Sau đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã được quân đội Nga thực hiện. Khoảnh khắc tên lửa Nga tấn công chính xác mục tiêu đã được máy bay không người lái Nga ghi lại và sau đó công khai trên Internet. Sức mạnh của vụ nổ cho thấy thiệt hại và vụ tấn công gây ra là không hề nhẹ. Bộ Quốc phòng Nga thông tin có tới 50 chuyên gia và lính đánh thuê phương Tây đã thiệt mạng. Các chuyên gia quân sự và lính đánh thuê nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Họ huấn luyện binh sĩ Ukraine, cố vấn cho đội ngũ chỉ huy và tham gia vào các hoạt động chiến đấu. Sự hiện diện của các chuyên gia nước ngoài giúp tăng cường hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine, góp phần vào các chiến thuật tác chiến và công nghệ tiên tiến. Các cuộc tấn công vào những nơi có các chuyên gia nước ngoài gây ra thiệt hại đáng kể, không chỉ về vật chất mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến mặt tâm lý. Nó có thể làm suy yếu tinh thần của quân đội Ukraine và các đồng minh của họ. Ngày 2 tháng 7, AVP thông tin lực lượng vũ trang Nga đã triển khai cuộc tấn công nhằm vào một nhà kho cất trữ hệ thống pháo binh cơ động HIMARS do Mỹ sản xuất ở khu vực Nikolaev. Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M đã cho thấy hiệu quả trong hoạt động chiến đấu. Một vụ nổ lớn đã xảy ra sau khi tên lửa đánh trúng mục tiêu.